Tủ lạnh là thiết bị dường như không thể thiếu trong bất kỳ gian bếp nào của mỗi gia đình. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Hưng và Điện Máy Xanh đến với một chiếc tủ lạnh inverter của Panasonic với dung tích là 234 lít và mã sản phẩm là NRBL26A VBVN, và hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay để khám phá chiếc tủ lạnh này nhé. Và nhìn sơ qua thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một chiếc tủ lạnh có ngoại hình khá là nhỏ gọn với thiết kế truyền thống, ngăn đông ở phía trên và ngăn lạnh ở phía dưới. Dung tích của tủ là 234 lít, vì vậy đây là sự lựa chọn rất phù hợp cho những gia đình trẻ có từ 2 đến 3 thành viên. Mình nghĩ là những cặp vợ chồng mới cưới sắp có em bé nè, hay là những bạn ở trọ, những căn hộ có 2 đến 3 thành viên thì mua chiếc tủ lạnh này về là đúng bài luôn. Mặc dù chỉ là một chiếc tủ lạnh nhỏ nhưng mà Panasonic vẫn cho nó một thiết kế rất là sang trọng các bạn ạ. Mặt tủ được làm từ chất liệu kim loại, phủ lớp sơn tĩnh điện nhám, thêm vào đó là họa tiết vân xước nhìn rất là sang. Ở vị trí giữa của cạnh trên là logo Panasonic mà chrome sáng bóng. Tay nắm cửa tủ thì được thiết kế ẩn bên góc cửa rất gọn gàng và thẩm mỹ. Chạy theo mép cửa tủ là một đường viền màu xám đậm, phủ lớp sơn kim tuyến ẩn lấp lánh bên trong, tạo điểm nhấn khá nổi bật cho ngoại hình của tủ. Góc phải có in logo công nghệ Inverter và Econavi. Tí xíu nữa mình sẽ nói kỹ hơn về công nghệ này. Tổng thể ngoại hình của tủ lạnh khá là gọn gàng và dễ bố trí ở nhiều vị trí trong không gian phòng. Bên ngoài thì nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh mà cũng sang sang. Vậy thì bên trong của nó thì như thế nào? Thôi, khám phá nha. Và đây, chúng ta sẽ cùng khám phá ngăn đông trước. Và đây là nội thất bên trong của ngăn đông tủ lạnh này. Nó có dung tích là 75 lít, được chia thành hai ngăn chính, được ngăn cách bởi một khay nhựa. Và mình cũng có thể di chuyển vị trí khay để mở rộng thêm không gian cho các ngăn. Vì đây là dòng tủ lạnh trong phân khúc giá bình dân, cho nên là ngăn đông của tủ lạnh nó không có hộp làm đá viên, và thay vào đó là vỉ làm đá tại đây. Và các bạn thấy vỉ làm đá này nó sẽ đáp ứng khá là tốt cái nhu cầu sử dụng nước đá cơ bản của từng thành viên trong gia đình của chúng ta. Chẳng hạn như là lâu lâu chúng ta lấy ra để uống nước ngọt hay là uống bia chẳng hạn. Vì thiết kế rời nên mình cũng có thể đặt vỉ đá ở mọi vị trí trong ngăn đông. Bên cửa tủ có hai ngăn phụ nên mình có thể tận dụng để thêm được nhiều thực phẩm bên này, như là sữa chua nè, hay là những cái món dim sum để chúng ta có thể chế biến sau này. Ở sát thành tủ phía trong, đây chính là nút gạt để chúng ta có thể điều chỉnh công suất của tủ. Mức normal ở giữa là điều kiện không khí lạnh bình thường. Gạt qua trái là chế độ ưu tiên ngăn lạnh Relay Max. Còn gạt qua phải là mức ưu tiên ngăn đông Freezer Max. Ok, vậy là xong ngăn đông. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngăn lạnh nha. Đây, ta-da. Đó, và ngăn lạnh của tủ lạnh này cũng khá là rộng rãi luôn các bạn. Mình đếm qua thì có 1, 2, 3 và ngăn rau củ bên dưới là 4. Các ngăn được ngăn cách bởi một khay kính và chúng ta có thể di chuyển vị trí các khay để mở rộng không gian các ngăn theo ý thích của mình. Và ngăn bên dưới này rất đặc biệt nha các bạn, hãng đặt tên cho nó là Tanto Tray. Nó được thiết kế thêm một thành ở mép ngoài, cho nên là sẽ giữ cho các thực phẩm đặt trên khay không bị lăn hay là rơi ra ngoài. Phía bên dưới là hộp chứa rau củ quả có tên là Fresh Safe. Không gian bên trong khá là rộng và nó được thiết kế kiểu hộp kính, mép trên còn có thêm một cái gioăng chống thoát nhiệt nên sẽ giúp giữ được nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn, cho rau củ quả được tươi lâu và giữ được dinh dưỡng tốt hơn. Còn bên cửa tủ thì bố trí 3 khay phụ để mình chứa được nhiều loại đồ ăn hay là các loại bia, nước ngọt, sữa, bánh kẹo vào đây. Và ngăn đựng nước được đặt ở vị trí giữa và các bạn thấy khoảng cách của nó khá là cao, cho nên là tha hồ đựng những chai nước lớn như thế này nè vào đây mà không sợ bị chật chội hay là bị rung lắc, thậm chí là ngã. Ở trên là ngăn đựng trứng, có thể đựng khoảng 10 cái trứng. Và phía bên đây nó còn khoảng một không gian trống nữa để chúng ta có thể đặt những cái vật cần thiết. Phía bên trong tủ lạnh có đèn led rất sáng giúp chúng ta dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong tủ khi trời tối. Muốn điều chỉnh mức nhiệt độ ngăn đông thì mình vặn nút xoay ở đây. Và để đảm bảo hiệu quả làm lạnh đều và lưu trữ thực phẩm một cách tốt nhất thì Panasonic đã trang bị cho tủ lạnh này công nghệ làm lạnh đa chiều Panorama. Và với công nghệ này nó sẽ thổi hơi lạnh đều khắp mọi không gian tủ, giúp hơi lạnh phủ đều lên bề mặt thực phẩm. Nhờ vậy mà các loại thực phẩm, rau củ được cung cấp độ lạnh đều và giữ được độ tươi ngon lâu hơn. Và khi sử dụng tủ lạnh thì có rất là nhiều gia đình gặp cái trường hợp là tủ lạnh có mùi hôi hay là đồ ăn nó bị ám mùi vào nhau. Thường thì có rất là nhiều mẹo, chẳng hạn như là chúng ta sẽ lấy xác trà hay là xác cà phê bỏ vào để khử mùi. Nhưng mà với chiếc tủ lạnh này thì không cần phải như vậy nữa, vì nó đã được trang bị bộ lọc tinh thể bạc Ag Clean. Bộ lọc này có khả năng phóng ra các ion Ag cộng, mang đến khả năng kháng khuẩn, khử mùi hôi, giúp cho không gian tủ bên trong được trong lành, sạch sẽ, đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon, lưu giữ trọn vẹn hương vị. Rồi xong, vậy là chúng ta vừa khám phá nội thất và ngoại thất của chiếc tủ lạnh này. Vậy thì công nghệ của tủ lạnh này có gì đặc biệt? Và như từ đầu Hưng đã chia sẻ thì bên góc bên đây có in hai logo của hai công nghệ đặc biệt của chiếc tủ lạnh này, đó chính là công nghệ Inverter và công nghệ Econavi.
Sự có mặt của công nghệ inverter sẽ mang đến khả năng tiết kiệm điện hiệu quả, giúp máy chạy êm, ổn định và bền bỉ hơn. Thêm vào đó là sự có mặt của cảm biến Econavi sẽ giúp cảm biến số lần mở cửa tủ, cảm biến nhiệt bên trong tủ và nhiệt độ bên ngoài tủ, từ đó sẽ điều chỉnh công suất để cung cấp hơi lạnh phù hợp, duy trì nhiệt độ ổn định, vừa giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả, vừa hỗ trợ tiết kiệm điện tốt hơn. Và nhờ khả năng tiết kiệm điện tốt cho nên là chiếc tủ lạnh này đã được cấp tem tiết kiệm năng lượng từ Bộ Công Thương đạt 4/5 sao luôn các bạn. Và ngoài ra các bạn thấy ở đây có thông tin là máy nén được bảo hành lên đến 12 năm cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng. Một chiếc tủ lạnh với thiết kế khá là gọn gàng, màu sắc thì bắt mắt, ngoài ra là khả năng lò lạnh tốt và tiết kiệm điện thì nó rất là đáng mua. Vậy thì những gia đình nhỏ hay là những bạn đang ở trọ, chúng ta cần một chiếc tủ lạnh xịn nè, bền và đặc biệt là giá cả phù hợp thì đây là chiếc tủ lạnh mà các bạn chúng ta đang cần. Và nếu như thích chiếc tủ lạnh này rồi thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1061 hoặc là truy cập vào website điệnmasan.com để đặt hàng ngay từ bây giờ. Và hơn nữa là chiếc tủ lạnh này có khả năng di chuyển rất là tốt cho chúng ta, tiện trong việc chuyển nhà nữa đó. Và phần ưu điểm của tủ lạnh này sẽ được Hân cập nhật ở cuối clip nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.